chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ cào một tờ giấy 15 đồng và một tờ giấy 10 đồng nha các bạn. Mình ở Massachusetts nha các bạn. Gần tới lễ tới rồi nè, cho nên nó mới ra cái loại giấy số này nè. Thì cái số chơi này như sau. Thấy cái bell á, thấy cái chuông này nè, là các bạn trúng double. Còn thấy cái symbol candy này nè, là các bạn trúng 5 lần. Còn thấy cái cây thông á, là các bạn trúng 20 lần. Còn nếu các bạn thấy món quà nằm dưới đây nè, 1, 2, 3 nè, thì mỗi nếu như giá trị tương ứng với 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng. Bây giờ mình sẽ cao tờ giấy 5 đồng trước nha, cho các bạn coi. Thì ở đây là số chơi, ở đây là số cao nha các bạn. Ok, giờ mình cao nha. Số 10 và số 1 và con số 8 nha các bạn. Nhắc kế tiếp là 14. Bây giờ trong tờ giấy số này mình sẽ có số 8, số 10, số 1 và số 14. Giờ mình sẽ cào ở đây, nếu mà cái mấy cái số trên đây dưới đây á, mà trúng trên đây là mình trúng nha. Số 2 không vui. Vô. Trời ơi, số 8 ra số 7 là sao? Trời ơi, 12 luôn các bạn ơi. 17 luôn. Không tin được luôn, mình mới đầu mình vô mà mình cào ra số 2 là mình thấy mình hơi bị buồn này. Số 16 luôn mới ghê chứ. Trời ơi, 14 luôn mới chịu, 13 luôn mới chịu, miêu nhìn đó là luôn. Mình có 14 mà mình có 14 mà ra 13. Chúng miêu nhìn đó là trời đau lòng. 18 luôn, trời ơi, thiệt luôn á. Có số 8 mà sao ra 18 chứ vậy? Chứ vậy sao sai càng thêm sai vậy mấy bạn? Số 9. Rồi số 5 luôn. Số 6 luôn mới gầy. Kế tiếp. Số 3. Không có cơ hội luôn, mất cơ hội luôn. Đến nỗi mất cơ hội trúng 5 đồng luôn á. 15 đồng chứ. Không tính được, không tính được. Mình không tính được luôn á. Ok, giờ mình sẽ cào qua bonus nha. Cây kèn. Món quà đây. Món quà trúng 50 đây. Món quà đây. Món quà đây. No win. Con nai vàng ngơ ngác. No win. Xong game rồi. Giờ mình sẽ cào qua tờ thứ hai nha. Thì tờ này chơi như sau. Nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Trúng ngôi sao là trúng 15 giải. Số chơi và số cào dưới. Ok. Ok. Dứt. Mười sáu nè. Mười ba nè. Số chín nè. 26 nè. 18 nè. 19 nè. Bây giờ thì có 16, 13, số 9, 26, 18, số 19 là trúng. Ok, dứt. Mình ghét nhất là vậy luôn á. Vô đầu là vậy là mình không thích rồi đó. 13 vô đầu 12 là sao? Cái vô đầu mà mở màn nữa 14 luôn là sao? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ cào tiếp thôi bạn ơi. Số 8, 18 là mình trúng đó. 18. Trời ra 28 luôn mấy người. Cần 18 với 19 mà ra 28 luôn. Không tin được luôn. 28. Số 2 à. hai mươi hai trúng luôn. 29 26 là mình trúng nha. 26 21 đầu lòng. Số 1 11 không trúng luôn. 11 đâu trúng. Có 16, 13, số 9, 26, 18, 19 mới trúng. 20. Không tin được luôn. 26 ra 27, không tin được luôn. 27 con, 26 con, 26, 26, 26, 26. 23. Số 4 là không trúng rồi. Kế tiếp thôi. 26 thì trúng nè. Trời ơi, có số 6 không vậy? 16 mình cũng trúng nữa, 26 mình cũng trúng nữa. Mà không ngờ ra số 6. Đau lòng không? Đau lòng. Số 8. 18 thì trúng đó. Ôi, trúng 18. Trúng được con 18 nha các bạn. Cuối cùng thì mình đã trúng. Trúng được con 18 là vui đó. Vô. Ô, 5 ác. Vô luôn. 18 và 5 ác là ngon. 18 và 5 ác. 15 trúng không? Không trúng các bạn ơi. Số 7 không trúng. Ok. Bây giờ mình đã trúng được con 18 và con số 5. Mong rằng sẽ trúng lớn, ok. Bây giờ mình sẽ nặng từ từ nha các bạn. 500 1000 gì đó. Giờ lớn đi, trời ơi, chấm lớn đi, lớn nữa, trời ơi, chỉ có 10 đồng thôi bạn ơi, chấm lớn nha, chấm lớn 10 đồng đi, hàng trăm gì đó, trời ơi, 10 đồng nhân 5 cũng được 50. Này trúng được có 20 các bạn ơi. Trên tờ giấy 10 đồng trúng được 20 đồng. Vậy thì mình lời được 5 đồng. Ok mấy bạn, nếu mà bạn thấy hay thì hãy đăng ký dưới channel của mình ở bên dưới nha các bạn. Mong rằng mấy bạn sẽ ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mấy bạn nhiều.